Xin chào tất cả mọi người yêu Lan. Sau một thời gian nghỉ ốm thì hôm nay Địa Lan Tuyết Kha ở Cao Bằng đã quay trở lại và có một ít hàng phục vụ cho các cô chú, các anh chị và các bạn thân yêu đây ạ. Đầu tiên thì tôi xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Tuyết. Mọi người có thể gọi tôi là Tuyết Kha để nhầm lẫn với những người khác. Cũng bán lan ở Cao Bằng, cũng tên là Tuyết. Và tôi thì hầu như tôi chỉ bán địa lan thôi. Thi thoảng thì có một số khách nhắn là lấy loại này loại nọ là thuộc họ phong lan thì tôi cũng lấy giúp. Đó. Thế còn chủ yếu là tôi bán địa lan và các dòng bán sơn địa nhá. Số điện thoại của tôi là 0914 996 482. Thôi không lải nhải liên thiên nữa, hôm nay tôi giới thiệu luôn cái mặt hàng của tôi trong ngày 23 tháng 3 này. Thì đầu tiên là cái loại mặt hàng đang khá là hot hiện nay, đó là kiếm bóc đô. Tuy nhiên là cái phiên lần này thì mọi người người dân người ta khai thác ở ở nơi lạnh hơn, thế nên là cái mầm hoa đây đây các bác ạ, mầm hoa nó chỉ bé tí như này thôi và có rất là nhiều cây, còn thậm chí còn chưa có mầm hoa. Đó, có nhiều cây, khá là nhiều cây chưa có mầm hoa, chưa thấy xuất hiện cơ, có cây thì nó mới chỉ nhú nhú lên một tí như thế này. Đó. Thì cái đợt này bóc đô không không có hoa như những lần trước nhé các bác nhé, các bác lưu ý. Đó thì hôm nay tôi cũng chỉ về được có bằng ngày thôi, chỗ này cũng mấy cân thôi. Thì như những cái phiên trước thì có nhiều người gọi điện cho tôi bảo sao lại không làm mỗi thứ một bó một ít nhỏ nhỏ để cho những ai muốn sưu tầm ấy thì mua ít. Thật ra tôi bán thì tôi bán giá là một cân là 200.000. Tuy nhiên là các bác mua ít thì vẫn có thể bảo tôi đóng cho ít mà. Ví dụ như khoảng 50.000 bóc đô chẳng hạn, hoặc là 100.000 bóc đô hay là 50.000 cái gì đấy. Thì nói chung đơn hàng cứ từ 100.000 trở lên là tôi đóng nhá. Thì mới bỏ công đóng hộp với cả mới bỏ công gửi đi cho các bác, không thì tiền ship thì cũng quá tội đúng không ạ? Thì ở đây tôi đã đóng ra đây những bó như này, bó bóc đô như thế này chỉ có 50.000 thôi. Đó, tôi đóng sẵn rồi. 50.000 một bó, còn các bác mua theo cân thì là vẫn là cân 120 nhá. Đấy, bó hay cân thì nó cũng giống nhau cả thôi. Chẳng qua là tôi làm như này để cho nó tiết kiệm được thời gian của tôi. Bóc đô cân 120.000. À xin lỗi, cân 200.000. Xin lỗi các bác, cân 200.000. Còn bó kia sẽ là 50.000. Tiếp theo hôm nay tôi cũng chỉ về được có 2 cân. 2 cân tương tư hồng nhé các bác ơi. Đây, mỗi bó này là một cân. Mỗi bó này một cân và chỉ có hai bó thôi ạ, hai bó 2 cân. Thì mỗi bó này tôi bán là 180.000. 180.000 chỉ có hai bó. Mặt hàng tiếp theo thôi, bó thì giới thiệu bó luôn. Đây là thanh đạm kế lộc. Thì cũng chỉ có 2 cân thôi, tôi bó thành hai bó luôn. Thanh đạm kế lộc. Đó. Cây rất là đẹp. Giá hành rất là mập, trơn tru đây, và có một số vòi hoa thì nó chưa nở, nhưng mà một số thì theo tôi thấy là do vận chuyển là nó đã bị gãy này, còn một số thì đã nở rồi. Nói chung là cái này cũng hết mùa hoa rồi các bạn, mang về sưu tầm cho năm sau thôi. Đấy, mầm thì rất là nhiều đây, đây mầm của nó đây. Nên cái cây này trồng cũng rất là dễ thuần thôi nhá. Mỗi bó này một cân là 150.000 nhá các bác ơi. 150.000. Đó. Đấy, bó nào cũng đẹp như nhau cả thôi. Giá hành rất là to. Tôi cũng chỉ có hai bó. Đây là thanh đạm kế lộc nhá. Thanh đạm kế lộc 150.000. Tiếp theo là kiếm đỏ. Kiếm đỏ thì nhà tôi hôm nay cũng có ít thôi. Tôi vẫn bán giá như bình thường là 120.000 một cân.
cây rất là to đẹp, giả hành to đẹp đây. Đấy. Các bác mua cân thì vẫn là 120.000 một cân, thì đây tôi bó sẵn thành thành những cái bó như thế này. Đấy, cứ mỗi bó này là 1 cân, để cho các bác hình dung là 1 cân nó được nhiều bằng nào. Đó. 1 cân đây. Nó sẽ ra như này. 1 cân là 120.000 nhá, kiếm đỏ. Mọi người hay gọi là địa lan kiếm hồng hoàng đấy, chính là nó đấy ạ. Mặt hàng tiếp theo là bạch ngọc đuôi công. Thì bây giờ đã hết mùa hoa rồi các bạn. Hoa nó đây, nó chỉ còn như thế này thôi, tả tơi hết rồi, dập nát. Thì cái này về thì các bác cũng cắt đi thôi, chắc cũng chả không 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 để lên quả làm giống được, tôi nghĩ thế. Về các bác cắt đi, hoặc là có thể tí nữa tôi sẽ cắt luôn trước khi đóng hàng cho các bác. Đó. Cái đuôi công này thì mặc dù bây giờ khá là hiếm và người dân thì đã lên giá rồi, nhưng mà tôi vẫn để giá ổn định như những phiên trước là 500.000 một cân nhá. 500.000 một cân. Và cái loại này thì về giá thì tương đối là đắt tiền, thế nên là có nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm, có nghĩa là lấy ít thôi, thì tôi cũng đã buộc sẵn thành từng bó như thế này. Đó. Mỗi bó như này là 100.000 thôi đây. Đấy, mỗi bó như này là 100.000 nhá. Đây là đa số là những cây rời, cây lẻ. Đó, tôi cũng bó ra được khoảng đâu chục bó gì đấy. Thế còn lại những cái còn lại đây là hàng dề. Các bác nào thích hàng dề thì cũng có nhá. Đấy. Ví dụ như là dề này. Nó từng thành từng khóm như này này. Trồng sẽ tiện cho các bác hơn trong việc chăm sóc. Nói chung là cái hàng dề trồng thì bao giờ cũng dễ thuần hơn là cái cây lẻ. Nói thật là như vậy. Đó. Đây ví dụ dề này. Cái thân tơ rất là nhiều nhá các bác ơi. Thân tơ nhiều lắm. Bây giờ hết mùa hoa là bắt đầu thân tơ nó phát triển. Đó. Hàng dề cũng có mà cây lẻ cũng có. Tôi cũng chỉ về có bằng này thôi, chỗ này khoảng 20 cân thôi. Đó. 500.000 một cân bạch ngọc đuôi công. Và ngoài ra thì tôi có một cái dề nguyên bản, chỉ có một dề duy nhất. Đây, dề nguyên bản như thế này ạ. Đây cho các bác xem. Cái cục gỗ này là dài hơn 1 gang. Đó, và cái dề này thì cũng có, tôi theo như tôi thấy thì cũng có khá là nhiều thân tơ. Đây, các bác có thể nhìn kỹ ở đây. Đấy, rất là nhiều thân tơ. À, năm sau chắc là sẽ cho nhiều hoa đây. Về năm nay thì nó chỉ có một vòi này thôi. 2, 4, 5 bông. Có 5 bông hoa thôi. Mà về các bác buộc phân dê vào, rồi là tưới tắm cho nó tốt thì đảm bảo năm sau nó sẽ ra nhiều hoa hơn. Bởi vì cái điều kiện ở rừng thì nó sẽ khác so với chúng ta chăm sóc ở nhà. Cái dề này tôi bán giá là 250.000 thôi nhá. 250.000 cho bác nào muốn sưu tầm mà lười trồng nhá. Tiếp theo tôi còn 3 dề kiếm đỏ. 3 dề kiếm đỏ. Đây, có một dề thì là nhẹ hơn, cây ngắn hơn so với 2 dề bên này. Cái dề này tôi bán giá là 250.000. Đây. Dề này 250.000, nó khá là nặng đấy ạ. Cái dề này để tôi cân xem. Hơn 2 cân các bạn. Dề này hơn 2 cân. Đấy, tôi bán giá là 250.000. Tiếp theo còn 2 dề này nữa. Còn 2 dề này thì mỗi dề là 350.000. 2 dề này rất là to. Cây to hơn, dài hơn. Đó, đây, các bác có thể thấy. Và đặc biệt có một dề nó lá nhăn nhá. Đó, các bác biết cái giá trị chơi lan thì biết giá trị của những cái cây lá nhăn rồi đúng không ạ? Đây, dề này lá nhăn này. Lá nhăn này.
Cái dề này vừa lá nhăn lại vừa tôi cũng không biết là cái gốc này nó bị bệnh hay là nó như thế nào đây, nó cứ đốm đốm như này các bạn. Đốm đốm như này. Đó. Không biết là có phải bệnh bạch tạng hay gì không. Đấy, có hai gốc, ba gốc bị cứ đốm đốm như thế. Đây còn gốc của nó đây. Đó, dề này tôi cũng bán giá là 350.000. Hai dề này 350.000 nhá. Dề này là 250. Ngoài ra thì tôi còn có một bó. Bó này là có một cây, một khóm cây kim thoa. Với lại một khóm, không phải một khóm mà một số cây thủy tiên. Đó. Một số cây thủy tiên tôi cũng không biết là có bao nhiêu cây. Xem nào, 1 2 3 chắc khoảng 7 8 cây thủy tiên gì đấy, cây đuôi chuột đấy ạ. Cái bó này chỉ có một bó duy nhất thôi. Tôi bán giá là 80.000 nhá. 80.000 cho cái bó này. Đó, các bác đặt đơn hàng thì cứ bảo bó kim thoa cũng được, hoặc là đuôi chuột hoặc thủy tiên cũng được, thì tôi hiểu mặc định là cái bó này bởi vì tôi cũng chỉ có một bó thôi. Đó, đơn hàng hôm nay của nhà tôi chỉ có như vậy. Có một số cô chú đặt Trần Mộng Thu, tuy nhiên là hàng chưa về, thì hẹn các bác là vào clip sau nhé. Clip sau và tuần sau tôi sẽ có thêm Trần Mộng Thu và một số loại địa lan nữa. Thế thôi, bây giờ tôi xin phép dừng clip ở đây. Chúc cả nhà hai ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Tôi xin giới thiệu lại, tôi tên là Tuyết. Số điện thoại là 0914 996 482. Chuyên bán địa lan rừng tại Cao Bằng. Hoặc là dòng bán sơn địa. Tạm biệt các bác nha.